cộng với bộ phụ kiện cũng là siêu cao cấp, thì tất cả những cái gì tinh hoa nhất, những cái gì sang trọng nhất, những cái gì đẳng cấp nhất và những cái gì chất lượng nhất dồn hết vào sản phẩm thương hiệu của Kỳ Lân Luxury về đồ da này. Đặc biệt là chất liệu da đà điểu nhập từ nhà máy thuộc da lớn trên thế giới, cho nên là chất liệu thì Kỳ Lân đảm bảo cho khách là dùng tuyệt đối siêu bền và chất lượng. Cho nên Kỳ Lân luôn luôn tự tin rằng sản phẩm của mình sẽ được rất nhiều quý khách tin yêu và sử dụng. Vâng, Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân xin được phép giới thiệu với tất cả quý khách một bộ sưu tập túi của bác trai và bác gái. Vâng, đây là một cái bộ chất liệu từ da đà điểu. Tất cả là da nhập. Và đặc biệt ở sản phẩm của Kỳ Lân là ở ngoài là da đà điểu, bên trong là da cá mập. Đây, Kỳ Lân sẽ bắt đầu chi tiết cho quý khách xem. Đây là túi xách dành cho bác gái, chị gái. Một kiểu dáng rất là đẹp, rất là sang và rất là thanh lịch, đẳng cấp. Đặc biệt là chất liệu da đà điểu nhập từ nhà máy thuộc da lớn trên thế giới, cho nên là chất liệu thì Kỳ Lân đảm bảo cho khách là dùng tuyệt đối siêu bền và chất lượng. Và bắt đầu mình đi vào bên trong. Bên trong càng chất lượng càng đặc biệt nữa, khi mà được lót bên trong là da cá mập. Thường thì da cá mập người ta dùng để làm mặt ngoài luôn, nhưng mà đối với Kỳ Lân thì sản phẩm của Kỳ Lân đa số hầu như tất cả có hai loại lót chủ đạo, một là da cá mập, hai là da bò Nam Mỹ. Nhưng thường được khách hàng rất thích đó là da cá mập lót bên trong, rất đẹp và rất là sang, rất là bền. Chất liệu da đà điểu thì siêu mềm mại và đặc biệt là handmade hoàn toàn bởi Made Kỳ Lân Luxury, nên là chất liệu cũng như là kỹ thuật cũng như là sự tinh tế nó dồn hết vào sản phẩm đồ da này. Thì kết hợp với bác trai bác gái sử dụng cái mẫu túi nữ này, thì bác trai sẽ dùng mẫu túi nam. Đây là một bộ cùng màu. Và nếu như quý khách muốn đặt màu khác, bất kỳ màu gì, ví dụ như là màu đen hoặc màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu hồng, bất kỳ màu gì Kỳ Lân luôn luôn sẵn sàng và đáp ứng ngay lập tức cho quý khách. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ kết hợp bác trai là màu đen, bác gái là màu cam đất, thử xem nó có hài hòa và cân đối không nha. Rất là sang, rất là phù hợp, hai màu này rất là đối xứng đẹp với nhau. Còn nếu như đồng bộ đồng nhất thì mình chơi hai màu như nhau. Hoặc là không thích màu cam đất hết thì mình có thể chọn hai cái màu đen hết, hoặc là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, bất cứ màu gì mà quý khách thích muốn. Rồi bây giờ mình khám phá thử bên trong chất liệu da của sản phẩm này. Nó là da cá mập. Rồi chất liệu da rất là êm. Và đặc biệt Kỳ Lân đã trải nghiệm rất nhiều da bên trong, và Kỳ Lân quyết định chọn thương hiệu của Kỳ Lân Luxury gắn liền với da lót bên trong là da cá mập. Và sau này thì có thêm da bò Nam Mỹ, nhưng mà khách hàng vẫn hài lòng nhất đó chính là da cá mập. Đó là những nét đặc trưng của thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Một sản phẩm từ bề ngoài là da siêu cao cấp, bên trong là da siêu cao cấp, handmade, tỉ mỉ, tinh tế và đẳng cấp. Thì một sản phẩm nó đã chọn tất cả những cái gì là tinh tế nhất, cộng với bộ phụ kiện cũng là siêu cao cấp, thì tất cả những cái gì tinh hoa nhất, những cái gì sang trọng nhất, những cái gì đẳng cấp nhất và những cái gì chất lượng nhất dồn hết vào sản phẩm thương hiệu của Kỳ Lân Luxury về đồ da này. Cho nên Kỳ Lân luôn luôn tự tin rằng sản phẩm của mình sẽ được rất nhiều quý khách tin yêu và sử dụng, cũng như là sau khi dùng một lần thì chắc chắn sẽ mua nhiều hơn nữa, thậm chí là mua tặng, mua biếu. Và chính vì trải nghiệm rồi, rất được yêu thích, rất được quý mến, rất được lòng quý khách đã sử dụng sản phẩm của Kỳ Lân. Và chính vì vậy sản phẩm Kỳ Lân đã đi khắp nơi ra cả nước ngoài, và đi vào tất cả những người nào yêu sản phẩm đẳng cấp, chất lượng, giá thì rất tốt,
hãy đến với thương hiệu Kỳ Lân Luxury. À đây 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 đây. Hồi nãy cái kia thì bên trong là da cá mập. Thì bây giờ Kỳ Lân thêm một phiên bản nữa. Phiên bản này thì cũng mới thôi, mới vừa ra đời. Đó là bên trong là lót bằng da Epsom. Giá Epsom này cũng được các hãng lớn như là Hermès hay là một số hãng khác vẫn chọn làm da mặt ngoài. Nhưng đối với Kỳ Lân thì đầu tiên là da cá mập. Bởi vì da cá mập Kỳ Lân thích, rất thích và rất bền. Vì vậy Kỳ Lân chọn da cá mập là cái tiêu chí đầu tiên. Và phiên bản thứ hai khi Kỳ Lân có đó là da bò Nam Mỹ. Và mới đây nhất thì Kỳ Lân thêm một phiên bản nữa đó là da Option. Thì ba cái da này đều được các hãng lớn dùng để làm bề mặt ngoài đó. Và Kỳ Lân sẽ dừng lại ở ba mẫu da này. Đây, sẵn tiện Kỳ Lân sẽ cho quý khách coi da bò Nam Mỹ luôn. Ví dụ như dép, bên trong Kỳ Lân làm da bò Nam Mỹ đó. Và ở một số cái nón lúc trước Kỳ Lân làm ở trong lốp trong á, Kỳ Lân cũng làm da bò Nam Mỹ. Để coi Kỳ Lân coi còn cái gì mà ở đây không. Nói chung là tùy theo nhu cầu của khách hàng, nhưng mà đặc trưng hiện tại thì được đánh giá cao nhất đó chính là đầu tiên là da bên trong là da cá mập, bởi vì rất mềm, rất đẹp, và đặc biệt là cái màu bên trong á, mình có thể đa dạng được cái kiểu màu sắc bên trong. Ví dụ như đây là da bên trong màu nó ngả về màu tím xanh đen. Ok, và đây thì nó ngả về da màu đà, để nó phù hợp với từng cái túi xách. Ví dụ như ở ngoài màu gì thì trong mình sẽ chọn màu cho nó cân đối tương xứng, cho nó phù hợp. Và ví dụ như cái túi Kỳ Lân đang sử dụng thì bên trong nó là màu xanh đen, cũng có tím. Và quý khách nào muốn có những cái bộ sưu tập độc đáo hoặc là sự kết hợp sang trọng mà đẳng cấp đỉnh cao, ví dụ như từ nón, dây thắt lưng, túi, một bộ thế này. Hoặc là sắp tới Kỳ Lân đang làm cho mình một bộ cho mình, cho chính bản thân Kỳ Lân, đó chính là nón nè, túi xách, dây thắt lưng và dép. Nói chung là tất cả những gì mà liên quan đến đồ da là Kỳ Lân sẽ làm cho mình đúng một bộ full tất cả các cái, và đồng nhất một loại da như này, một chất liệu da, một màu như thế này, rất đẹp. Hiện tại thì vì lý do là phục vụ khách hàng, ưu tiên tất cả những gì Kỳ Lân làm là việc khách hàng trước, cho nên là quá tải. Vì vậy sản phẩm của mình mới xong được, có hoàn tất được có túi, dây thắt lưng, nón thôi. Còn giày dép, ba lô, vali hay là bộ đánh gốt, vân vân, những gì đồ da đang hoàn thành dễ dàng. Hy vọng là Kỳ Lân sẽ sớm hoàn thành được bộ sưu tập của mình để lên clip để giới thiệu đến tất cả khách hàng, tất cả khách yêu những cái đồ da đẳng cấp đỉnh cao. Còn một cái nữa là cái ví cầm tay để Kỳ Lân bỏ điện thoại vào. Vì Kỳ Lân dùng hai cái điện thoại để mà gửi hình và một cái Vertu, cho nên là Kỳ Lân muốn gói gọn hết vô một cái ví cầm tay chứa điện thoại, hai cái cảm ứng, một cái Vertu, và bỏ tiền thẻ ATM ví tất cả vô cái đó. Cái sản phẩm đó cũng rất là thú vị và hy vọng sẽ sớm được lên clip để phục vụ quý khách. Và một lần nữa Kỳ Lân trân trọng biết ơn, cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem clip của Kỳ Lân. Chúc tất cả quý khách trọn niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và hãy đồng hành, giao lưu cùng với Kỳ Lân Luxury. Hãy đón xem nhiều clip hấp dẫn, nhiều sản phẩm cực kỳ đẳng cấp đỉnh cao sắp diễn ra nữa. Hy vọng là quý khách hãy đăng ký kênh YouTube này, cũng như là like theo dõi fanpage này để cập nhật những siêu phẩm đó. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.